Muốn da đẹp phải không? Muốn lắm đúng không? Bây giờ thử nghe lời cô ha. Hai lần thôi là sẽ thấy liền, khác liền. Xong tỏi á, da mặt rất là đẹp. Xong như thế nào biết không? Đâm tỏi xong rồi để ngoài 10 phút. Chế nước sôi khoảng, nước sôi nóng thiệt là nóng nha. Lấy cái mền trùm cái đầu lại, đưa cái mặt vô trong cái bình, nó đổ mồ hôi trên mặt, mặt nó săn lại. Thực hư về xông mặt bằng tỏi đẹp da liệu có đúng như lời đồn? Thực tế, xông tỏi có nhiều lợi ích như làm sạch da, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, vi khuẩn tích tụ trên da, xé khít lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn, trị thâm, nám và tàn nhang, làm sáng da, da trở nên hồng hào và căng mịn. Tuy nhiên, có những chú ý mà bạn nên biết. Thứ nhất, không xông mặt khi da đang bị tổn thương, mẩn đỏ, mụn mủ, mụn viêm. Thứ hai, không nên xông mặt quá lâu, mỗi lần xông chỉ nên kéo dài khoảng 10 đến 15 phút. Thứ ba, nên xông mặt 2 đến 3 lần một tuần, không nên lạm dụng. Để tăng hiệu quả lên tối đa, bạn cũng nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da như HNH Essential Serum trị mụn, sáng da, mơ thâm và chống lão hóa. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ, hãy inbox ngay cho HNH Medical nhé.